sẽ làm một món súp kiểu Ý có tên là Zuppa Toscana. Cái món súp này thì mình hay làm cho dịp lễ Thanksgiving hoặc là Christmas, nhưng mà hôm nay tự nhiên mình thèm nên là mình mua đồ về mình nấu luôn, đâu cần phải đợi tới mấy dịp đó mới được ăn đúng không? Để làm cái súp này thì nguyên liệu rất là đơn giản. Nếu như mà mọi người hay ăn ở Olive Garden á thì mọi người sẽ thấy là nó có cái kiểu súp khoai tây á, y chang là cái súp này luôn, chính xác là cái súp này luôn á. Đầu tiên thì mình cần có Italian sausage, như đây thì cỡ 1 pound, mình mua cái loại mà không cay á để cho nó nết ăn được. Tiếp theo thì mình phải có khoai tây, tại vì đây là súp khoai tây mà. Tiếp theo nữa thì mình có whipping cream, kem tươi á, rồi hành tây. Súp này thì phải có cải xoăn, mình thích ăn cải xoăn lắm, nhà lúc nào cũng có cải xoăn hết, tại vì nếu mà không nấu canh á thì mình có thể ép cải xoăn với lại phần tây. Tiếp theo nữa thì mình có nước dùng gà, cuối cùng thì là muối tiêu để mình nêm nếm thôi. À còn có tỏi nữa, nhưng mà tỏi mình xay sẵn xong rồi mình bỏ trong ngăn đá, rồi tí nữa nêm thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp để mình bắt đầu nấu nha. Hôm nay thì mình lại dùng cái chảo Our Place này. Chảo này dùng mình thấy cũng bền lắm mọi người, với lại cái chấm dính của nó thích lắm, không có bị dính nhiều. Khi nào mà cái này hư thì mình sẽ mua màu khác, tại vì mình thấy có màu lavender với lại màu hồng nữa, xinh lắm. Giờ mình sẽ bỏ một ít dầu bơ vô trong cái chảo này trước nha. Okay. Mình thích sử dụng cái chảo này tại vì cái thành của nó cao á, mình có thể dùng để nấu canh cũng được, mà mình có thể chiên nấu cũng được. Rồi cho cái dầu này nóng thì mình sẽ bỏ sausage vào, mình xào đều. Cái này tổng cộng là 1 pound á, nhưng mà mình nghĩ chắc là mình chỉ dùng nửa pound thôi á. Để coi thử. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho một nửa số thịt này vào, mình xào đều. Tiếp theo thì mình sẽ dành nó ra. Nếu như mà mình mua cái dạng Italian sausage mà nó đã làm sẵn thành từng cây xúc xích rồi á thì mọi người phải cắt ra. Còn cái này thì mình thấy tiện hơn nè, nó không có lồng vô thành từng cây, mình có thể bỏ vô ra mình dành nát ra thôi, không phải cắt. Còn nửa số sausage thì mình có thể dùng để mình làm mì spaghetti. Sau khi cái thịt này nó chín cỡ 90% thì mình sẽ cho tiếp hành tây và tỏi băm vào. Hành tây thì mình cắt hạt lựu như thế này. Tiếp theo là tỏi băm. Tỏi băm thì mình cho cỡ 1 muỗng cà phê rưỡi hay là 2 muỗng cà phê gì đó. Xong rồi mình đảo đều lên. Tiếp theo thì mình sẽ nêm vào đây một chút muối và một chút tiêu. Cái Italian sausage này thì nó cũng mặn sẵn rồi, tại vì nó có nêm nếm rồi sẵn hết rồi mọi người, nên là mình phải gia giảm theo tùy vào cái độ mặn của nó mà mình nêm vào. Tiêu thì mình cho cả nửa muỗng cà phê thôi. Nếu mà thấy cục thịt nào mà nó còn bự quá thì dầm cho nó nhỏ nhỏ ra xíu. Tiếp theo mình sẽ cho nước dùng gà. Đây là cái loại nước dùng gà mà mình dùng nè. Mình mua ở chợ HEB. Cho hết bình vào luôn nha mọi người. Hết bình này là cỡ 90ml. Nhưng mà cần cho thêm nước lọc thì phải cho vào cho nó đầy lên. Tổng cộng thì mình dùng một bình nước dùng gà với lại 500ml nước lọc nữa nha mọi người.
Rồi bây giờ mình sẽ mở bếp to lên để cho cái nồi này nó mau sôi. Trong lúc đó thì mình đi rửa với mình gọt khoai tây. Cho mình đậy nắp lại cho nó mau sôi. Khoai tây thì mình rửa sạch gọt vỏ, xong rồi mình cắt thành từng lát như thế này, cỡ nửa cm đó mọi người. Và mình bỏ vô luôn, không có cần phải chờ cái nồi này nó sôi đâu. Mình bỏ vô để khoai nó nhanh chín rồi mình nhanh được ăn. Ở đây thì mình sử dụng 3 củ khoai tây cỡ vậy nè. Nếu như mà mọi người thích bỏ thêm khoai tây thì cứ bỏ vô tùy theo sở thích. Mình có làm cái súp nó đặc quá thôi. Vậy là được nè. Rồi, đây mình lại tiếp nha. Cải xoăn này thì mình cắt ra từng miếng vừa ăn thôi, không có cần phải băm nhỏ. Mỗi miếng cỡ như thế này nè mọi người. Để mình kiểm tra thử coi khoai tây đã mềm chưa nha. Nếu như mà mềm rồi thì mình sẽ cho kem tươi vào. Khoai mềm rồi mọi người ơi. Khoai này mình cắt cái lát như vậy á, nó cũng nhanh mềm lắm. Kem tươi thì mình cho cỡ nửa chén kem tươi thôi. Nhưng mà mọi người đông một cấp thì đông 1/2 cup. Tùy vào mọi người thích ăn béo nhiều hay béo ít nữa. Nếu như mà thích ăn béo nhiều thì cho nhiều hơn cũng được. Mà mình phải cho nhiều quá ăn ngán lắm mọi người. 1/2 cup như thế này thôi, vừa đủ. Và mình sẽ khuấy đều lên. Nhiều khi mình nhìn cái màu súp á, mình cũng đoán được là nó đã đủ béo chưa nữa. Nếu như mà nó trắng đục như thế này nè, là nó đã đủ béo rồi. Nếu như mà nó hơi nhạt quá thì cho thêm. Rồi thì mình sẽ nêm nếm lại thử coi đã vừa ăn chưa. Chắc là mình sẽ cho thêm một chút xíu hạt nêm gà. Hạt nêm từ thịt cần no. Có một muỗng cà phê gì đó thôi. Mình trộn đều lên thơ lại. Súp này nó có khoai tây ấy, nên là mình không bao giờ sợ nó mặn quá hết. Tại vì khoai tây nó hút bớt cái độ mặn. Vừa ăn rồi đó mọi người ơi, mình sẽ cho rau cải xoăn vào. Cải xoăn này thì nó chín nhanh lắm, nên là sau khi mình cho cải xoăn vào mình tắt bếp luôn. Sau khi tắt bếp thì mình nhấn rau xuống cho nó chín. Xong rồi đây mọi người ơi, trông hấp dẫn không? Thường thì mình thấy cái gì mà nó chưa có màu xanh, bỏ chút rau xanh vô là nó đẹp liền rồi nè. Để mình múc ra tô. Món này giống như là comfort food của mình vậy á. Khi nào thấy ảnh easy thì nấu ăn. À, hấp dẫn quá. Sau khi múc ra tô thì mình có thể rắc cái bột lên trên. Hoặc là nếu như mà mọi người thích parmesan cheese thì có thể rắc một ít parmesan cheese lên trên nữa. Mình mới rắc một ít tiêu lên rồi, bây giờ mình sẽ rắc ớt bột nha. Nếu như mà mọi người dùng cái loại sausage mà nó cay sẵn rồi á thì khỏi cũng được, nhưng mà rắc ớt bột lên nhìn nó đẹp. Có màu xanh rồi phải có thêm chút màu đỏ nữa, nhìn nó mới hài hòa. Rồi bây giờ mình sẽ ăn đây. Mời mọi người nha. Hôm nay mình lại đi Costco. Hôm nay ở Costco này lại có thêm nhiều snack mới nè mọi người. Mấy cái snack này của châu Á hết á. Như cái gói này thì là của Hàn Quốc. Mình để ý mỗi Costco nó lại bán đồ khác nhau. Giống như cái gần nhà mình thì không bao giờ mình thấy mấy cái snack như thế này hết. Costco mình đang đi này là ở khu Willowbrook á mọi người. Nếu như mà mọi người thích mua snack trong y chang vậy thì ghé thử. Còn đây là kẹo caramel. Kẹo này thấy cũng ngon quá chừng nè. Hồi nhỏ mình thích ăn mấy cái kẹo dạng caramel này lắm luôn á. Cái bánh cookie này thì mình thấy ở Costco gần nhà mình cũng có mà mình không có mua. Đợt này đi quay lại mình mới mua, tại vì đợt trước mua nhiều snack rồi. Trời ơi, nhìn là thấy ngon rồi. Hôm bữa chị bạn mình có cho mình ăn thử. Có nhiều vị khác nhau, vị trái cây, mứt trái cây á, ngon lắm mọi người. Một gói như thế này mà có mấy đồng mà quá rẻ luôn.
Ở đây còn có cái choco rooms này nữa, cái này thì của Nhật. Hồi lúc mình hay nhận được mấy cái hộp đồ ăn vặt của Nhật á, thì mình có ăn thử cái này rồi. Cái sô-cô-la của nó cheap lắm, ăn không có ngon. Nếu như mà mọi người thích mua bánh Pocky á, thì đừng có mua một hộp mà toàn sô-cô-la không. Mua hộp này có 3 vị đúng nè, thay phiên nhau ăn thì nó ngon hơn. Có vị dâu, cookie and cream, như lại có vị chocolate luôn. Thấy sầu riêng sấy mình cũng thèm thèm, nhưng mà cái đó ăn mau hết quá à. Mua một bị về có 100 gram mà ăn hết liền. Bên cạnh sầu riêng sấy này thì có thơm sấy, nhìn cũng được nhưng mà thôi không có gì hấp dẫn hết. Ở đây còn có black garlic, tỏi đen. Tỏi đen này hình như là tốt cho sức khỏe lắm. Ngoài ra thì ở đây còn có bột matcha hữu cơ 100% từ trà xanh Nhật luôn, 20 đồng. Cũng rẻ ha mọi người. Bình thường mình mua một hộp có nhỏ xíu 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 thôi mà đã mười mấy đồng rồi. Hôm nay đi Costco này cũng chỉ để mua bánh cookie trứng muối thôi. Sẵn tiện thì mình thấy có nước rửa tay cũng rẻ nè, mà mấy cái bình cũng đẹp nữa. Hôm nay mình đi Costco chỉ để mua bánh cookie trứng muối thôi, mà thấy có cái hạt này của Hàn Quốc nè. Mình hay thấy ở chợ Hàn Quốc á, cũng ngon nên là mình mua thử luôn. Với lại có cả bánh chocolate chip cookie nữa. Cái bánh chocolate chip cookie này thì hôm bữa chị bạn mình đi Hawaii xong rồi mua cho mình. Có vị dứa ngon ơi là ngon. Ở Costco thì chưa có bán vị dứa, hy vọng là sẽ bán sớm. Thế nên là chỉ có chocolate chip với lại cái hạt macadamia thôi. Nó cũng ngon lắm rồi ấy, mọi người. Mình mua về xong rồi mình khui ra mình ăn quá chừng rồi mới quay phim đây. Nếu như mà mọi người thích thử vị dứa thì lên trên cái website của công ty này nè đặt thử. Người ta có bán online á, không cần phải đi qua highway mới mua được đâu. Còn đây là bánh cookie trứng muối. Bánh này thì hình như là nó hơi không ngon bằng lần đầu mình ăn, hay là mình ăn quen quá rồi nên mình thấy nó không ngon như là lần đầu nữa. Nhưng mà nói chung thì cũng ngon. Mình cũng đã ăn 5-7 cái vậy rồi á. Còn đây là hạt, để mình mở cái hạt này ra thử cho mọi người coi. Ở trong cái gói hạt này thì nó có hạt nhân, ốc chó, hạt điều và là hạt macadamia. Ở trên bao bì ghi là honey butter, chứ thật ra thì ở trong thành phần của nó vừa có glucose syrup, vừa có đường. Chắc là không có phải là 100% chỉ là mật ong đâu, mà nó có đường với lại nó có mấy cái loại đường khác nữa. Nói chung là toàn mấy cái mà chất tạo ngọt thôi. Mua ăn cho vui thôi chứ nó không có healthy lắm đâu mọi người nha. Đây mình mới mở ra nè, trông ngon quá. Bóc một miếng thử. Đây là walnut chắc, hạt ốc chó. Ngon. Đã là snack rồi thì chắc chắn là không healthy rồi, nên là nó ngon quá cũng ráng ăn thôi. Để mình thử cái macadamia thử ăn nha. Ngon lắm mọi người. Này của Hàn Quốc á. Nếu như mà mọi người thích ăn thử thì ra Costco ở Willowbrook mua. Mình mở này ra cho mọi người xem luôn nè. Này giống như mượn cớ mở ra ăn thử cho mọi người coi rồi sẵn ăn luôn. Gói cookie này còn có một nửa thôi. Đây, ở bên trong á thì nó như thế này. Nó hình quả dứa rất là dễ thương. Cái chocolate chip này hình như là cũng là sô-cô-la đen á, cũng lành mạnh hơn là sô-cô-la sữa. Ngon lắm mọi người. Cho mình ăn nhâm nhi cả ngày cũng được nữa hết.